Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hôm nay thì mình và bạn Diễm đã có mặt tại Kinh Thành Huế sau 5 ngày đi xuyên Việt từ thành phố Hồ Chí Minh ra với cố đô Huế nha các bạn. Và hôm nay là ngày thứ 6 rồi, mình đã có mặt tại đây để cùng với tất cả bạn hội ngộ cùng với team anh Hải và bạn Ái Mí bếp trên bản. Và tới đây thì bạn Diễm cảm nhận như nào bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Đứng ở đây thì thật sự với mình nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Huế quá đẹp, quá mộng mơ và quá nhiều những cái dấu tích lịch sử. Trong chuyến đi xuyên Việt lần đầu tiên mình có đến đây và mình có nói với mọi người rằng mình chỉ quay ở khu vực ở ngoài thôi, tại vì cái hành trình không cho phép. Và mình hứa hẹn với các bạn là dịp sau mình nhất định sẽ đi vào bên trong để chia sẻ hình ảnh ở bên trong với các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ thực hiện lời hứa đó cùng với anh Hải, vợ chồng anh Hải và team của bếp trên bản. Thì thực ra là tối qua mình đã đặt chân tới thành phố Huế rồi và mình đã hội ngộ cùng với anh Hải và bạn Ai Mỹ rồi các bạn ạ. Và trong sáng ngày hôm nay anh em mình cũng đã đi chợ Đông Ba này, đi ăn bún bò Huế này, rất là nhiều món ngon ở Huế rồi. Thì clip này mình sẽ cùng với hội ngộ với mọi người trên kênh Phạm Dũng tại Kinh Thành Huế. Và trước khi bắt đầu thì mình muốn chia sẻ tất cả các bạn là team mình ngày hôm qua đã tới trễ hơn anh Hải một bước các bạn ạ. Tới sau 5 phút, tại vì cái đoạn đường cùng xuất phát cùng nhau thì bên mình nhiều đèn đỏ hơn này, rồi phải vào đổ xăng nữa, cho nên là mình đến sau 5 phút. Và cái hy vọng là khán giả mà có cái cuộc cá cược là xem là ai tới xe trước thì team Phạm Dũng tới sau nha. Và chia sẻ với các bạn là mình nếu mà mình chụp hình ở khu vực ở ngoài này này thì mình không có phải tốn phí gì hết, nhưng mà để vào bên trong khám phá thì các bạn sẽ đến để mua vé. Và giá vé để người lớn vào bên trong là 200.000 đồng cho một người nha mọi người. Mình đứng ngoài đây chơi thì không sao hết các bạn ạ. Nhưng mà bước qua cái cổng thành này là mua vé 200.000. Đúng rồi. Một cái giá rất là hợp lý để mình có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, bảo trì cho cái công trình này nó tồn tại mãi mãi cho người dân Việt Nam mình cũng như là du khách quốc tế tới đây ghé thăm. Và trước khi vào thì mình mới chia sẻ tất cả bạn một chút là Kinh Thành Huế thì được công nhận là di sản văn hóa thế giới rồi. Đúng rồi, nên là đây là một công nhận công trình rất là quan trọng của Việt Nam mình đấy. Có cái điều đặc biệt là các bạn biết là đã rất là nhiều năm rồi nhưng mà cái Kinh Thành Huế vẫn giữ được một cái nét gọi là mình cảm giác như là trường tồn với thời gian. Và đây là nơi mà triều đại nhà Nguyễn là hơn 143 năm đó. Và cái diện tích ở đây thì rộng hơn 500 hecta nha anh Dũng. Wow. 500 hecta. Đúng rồi. Các bạn thấy là nên là mình mà đi bộ mà chỉ tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng thì không ăn thua nha. Nói chung là ở đây nếu như mà hôm nay các bạn có thấy là Diễm mặc áo dài không? Nay vừa mới đầu tư mặc áo dài nha mọi người. Hôm nay mình tới Huế các bạn phải nói là trời thời tiết ở Huế nó cũng giống như ở Lăng Cô khi mình vừa đặt chân tới Huế ấy, là nó rất là mây mù và hôm nay là có mưa luôn. Nên là nó cũng không được thuận tiện cho lắm khi mà mình đi tham quan ngoài trời như này. Thì hy vọng là với cái thời tiết như này thì mình quay được cái gì thì mong là các bạn thông cảm. Nó sẽ không có đẹp như là thời tiết nắng ráo bình thường đâu. Nói chung là tại vì các tỉnh mình nghe nói là Huế là mưa cỡ một tuần nay rồi. Và mình đi một tuần thì tới đây Huế vẫn còn mưa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm anh Hải nha. Xem là mọi người đang chơi ở đâu rồi. Các bạn có thấy hôm nay các bạn sẽ nếu mà gặp bếp trên bảng bạn Ái Mí và Bơ á, thì sẽ có một cái bất ngờ cho mọi người nha. Kìa mọi người kìa. Anh Hải. Xin chào. Trời ơi. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Xin chào nhà vua. Nhà vua Tây Bắc. Cũng là vua này, mà vua này lạ lắm. Cũng là vua nhà vua này. Hai người đã xuống hành lễ chưa? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Các bạn thấy là anh Hải này, Ái Mí này, bạn Pơ này và chủ tịch này hôm nay có đẹp không? Xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng ơi. Hôm nay là Hoàng thượng là vừa mới đi sắm bộ long bào ở chợ Đông Ba. Phải nói là một cái hành trình xuyên Việt rất là đặc biệt khi mà anh em mình hẹn nhau ở Kinh Thành Huế. Nhưng mà anh Hải có thể chia sẻ là trong mấy ngày vừa rồi thì cảm thấy như nào không anh Hải? Thực ra là trong mấy ngày vừa rồi bọn anh đi từ ngoài Bắc vào thì không có Phạm Dũng với Phan Diễm như rắn mất đầu. Em thấy vui quá mà, coi thấy vui lắm mà. Cái gì? Thời tiết thì nói chung là cũng ủng hộ rất là nhiều. Đấy, các anh em mình đến phát thì đi thì trời mới bắt đầu mưa. Nhưng mà đặc biệt là Pơ và Ái Mí này, hai chị em lần đầu tiên mà đi tới đây đúng không? Vâng, bọn em là lần đầu tiên được đi Kinh Thành Huế, cố đô Huế.
Nhưng mà khi mà đi một cái hành trình dài như vậy, Amy có cảm thấy là yêu quê hương Việt Nam mình nhiều hơn không? Có, em đi là có một số di tích lịch sử hay là đi được đi thăm quê của bác ấy là em rất là thiêng liêng, rất là xúc động ấy. À, đã tới thăm quê bác rồi. Dạ vâng. Quá tuyệt vời. Nhưng mà hôm nay lần đầu tiên nha, Pơ qua bên này để cho hai chị em đứng gần nhau cho mọi người thấy này. Đó. Dài chẳng thấy chưa? Hai chị em là lần đầu tiên mặc cái bộ áo dài Huế. Dạ. Mà là hình như là lần thứ hai mặc áo dài. Dạ. Hồi nãy Pơ có nói là mặc lần đầu tiên là khi nào? Hồi em học lớp 12 tốt nghiệp ấy. Đấy, hai cô gái người Mông nhưng mà học hết cấp 3 đàng hoàng các bạn. Mà nếu mà có điều kiện hơn nữa lẽ ra là học đại học rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chắc là anh em mình trước khi thưởng thức những món ngon của Huế ấy, thì mình đi vào trong này mình khám phá kinh thành một chút ha. May quá không mất cơ bé. Hoàng thượng là chờ là vương lại là không đi vào trong kia, bảo là vua không được vào không. Vua không được vào. Vua thời này vua phải mất vé. Vua này lạ lắm, không biết. Vua là xin không về không được. Phải nói là đẹp quá ha. Tới đây thực sự là ai mà đã tới Huế là bắt buộc nhất định là phải đi vào trong này nha mọi người. Đó. Ai Mí bắt đầu chạm tay vào cú chạm đầu tiên với kinh thành Huế. À, đi vào trong này là có thẻ luôn à? Vé đâu bạn Diễm? Đây. Mình mua 7 người nè mọi người. Đây. 1.4 triệu. Đúng rồi. 200 ngàn một người. Hôm nay là sáng nay Ai Mí và Pơ có đi chợ Đông Ba, mỗi người mua một cái nón Huế nha bạn. Nón lá vàng và nón lá sen. Diễm mới phát hiện ra một điều, các bạn đừng mua nón ở gần khu vực này. Từ từ mình đi qua rồi bạn Diễm sẽ thích rõ hơn. Mình đang chia sẻ là lúc trước á, mình mua gần đây á thì một chiếc nón lá là trị giá 300.000 đồng. Nhưng hồi nãy mình đi vô chợ Đông Ba thì có 180 tới 200. Nếu mà 200.000 là nón lá sen đó, như nón của Bơ đang đội. Cho nên là các bạn ra chợ Đông Ba nhiều đồ ăn ngon mà giá rất là mềm luôn. Đẹp quá. Anh nghe nói là Tây Đồn chỗ này là rộng hơn 500 hecta. Đúng rồi. Khi là anh em mình bố trí làm cái xe điện thôi. Chắc là anh em mình anh em tôi cũng đi tham quan nhưng mà nó lạ lắm các bạn. Nhưng mà trước khi lên xe điện này chắc mình lại đây một chút đi. Đây này. Đẹp quá. Đóng cửa kinh thành lại. Đóng cửa lại. Đây em thấy họa tiết đây là người ta hay cái cồn chạm rồng. Ở đây có thức ăn cho cá này, Ai Mí Bơ. Nhưng mà miễn phí à? 5 nghìn. À, tự lấy rồi tự bỏ tiền vào. À. Anh Dũng có tiền lẻ nãy không? Nhưng mà lạ lắm nha Dũng nha. Sao cái thời này mà lại có cá coi. Đây mỗi người một gói cho cá ăn đi. Này, đây chị em cho ăn này. Con cá. Hay quá. Cái này là tự mình bỏ tiền rồi tự lấy đồ luôn. Đúng rồi. Ôi cá kìa. Con cá to lắm anh. Chiu. Ui. Ôi con này phải tới chục ký anh Hải ha. Có bằng con cá anh Hải câu ở Lào Cai không? Hả? Đây này con này này. Ủa, nó bự chưa? To nhờ. Nhưng mà kinh thành mà sao thời nào mà lại có cá? Cá coi Nhật. Nhưng mà có hai con cá bự thiệt á. Mấy con cá chê hồng này này. Chê này chắc là bắt ở sông ấy ra rồi. Ôi này, đây là người ta cho ăn nhiều nó mới béo. Ở Huế thực ra là có rất nhiều các công trình di tích lịch sử để mình khám phá nha. Nhưng mà do cái điều kiện xuyên Việt á, mỗi nơi mình chỉ ghé một chút rồi. Nên là mình giống như là cưỡi ngựa xem hoa các bạn ơi. Mình đi lướt qua một chút thôi. Nếu có điều kiện thì cứ từ từ mình tìm hiểu nó kỹ hơn. Thật ra nếu mà ở Huế thì mình nghĩ đến thời gian, nếu mà để khám phá thì thật ra cũng không quá mất thời gian đâu. Tầm một tháng thôi. Mình vừa bảo là các khanh cứ xem đi để Hoàng thượng đi xe điện đi dạo. Bây giờ mình đi kiếm xe điện anh Hải ha. Đây xe điện là có xe điện. À xe điện phía dưới này nè. Nhưng mà em đố anh Hải đây là cây gì đấy? Cái giống như cây hoa đại. Hoa đại đúng không? Ừ, hoa đại là thơm lắm. Hoa đại. Đúng hoa sứ nhà nàng đấy. Đấy. Cái này khó nói lắm. Cây này là thời Minh Mạng trồng đúng không? Thời Minh Mạng trồng rồi chú. Rồi, vậy là tính ra là nhiều năm rồi. Rồi, cả mấy trăm năm rồi. Mấy trăm năm.
Nhưng mà khi nào nó mới ra hoa chú? Bắt đầu là mùa này là chuẩn bị ra ra lọc là ra hoa này. Mùa này là ra lọc ra đó. Tức là ra Tết đấy. Mà ở mấy cây chùm hoa đấy đó. Dạ. Cái này đây gọi là hoa sứ. Hoa sứ nhà nào? Hoa sứ. Mà ngoài mình gọi hoa đài. Mà bên Lào thì gọi là Champa. À. Nhưng mà cái chú có nhớ chính xác là ngày tháng nào sẽ ngắm hoa đẹp nhất không? Cái nói chung khi mà nó mở lên á, nó nở lên thì ngày nào nó cũng nhưng mà khoảng tháng mấy là nó bắt đầu có bông. Tầm đi là tầm cỡ tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch. Hôm nay tháng 2 1 tháng nữa. Đó. Các bạn xem video này thì xếp quần áo sẵn rồi 1 tháng nữa hay đi. Đó. Nhưng mà chú ơi, chú cho con hỏi là nếu bây giờ mà ở đây mà để tham quan mà đi khám phá từ từ tìm hiểu hết thì mất khoảng bao lâu chú ha? Nếu mà đi từ từ thì mất tầm khoảng, nếu mà đi kỹ là mất khoảng 2 tiếng. Dạ. Đi kỹ còn mình đi một quả dưa là bình thường thì tầm 1 tiếng. Dạ. Nên 1 tiếng thì đi hầu như là cửa xe mó thôi á. Đúng rồi. Mình đi xe điện thì mất khoảng 10 mấy phút. Mà còn mình đi xe điện á thì có nghĩa là mình cũng tham quan được nhiều. Ví dụ như lên là nó chở mình chạy đến rồi dừng lại cái cạnh. Rồi vô tham quan 5 phút 3 phút gì bắt đầu lên. Rồi chạy mình tới. Đó, nhưng mà một chuyện là mất mấy mấy trăm là ý là như vậy. Tức là xe điện còn là thêm mấy trăm nữa. Nếu mà các cháu mà đi tự túc thì nó nhiều cái cảnh nếu đeo có cái các cháu cũng không được. Ví dụ nếu mà đi mà có hướng dẫn thì người ta dẫn mình đi được, mà còn không thì mình đi như thế này này. Đi ra đây, phải không? Đi ra đây là nơi thờ 10 vị vua. 13 vị nhưng mà chỉ có trong này chỉ có 10 vị được thờ trong thể miếu này thôi. Thì bắt đầu con qua cái thể miếu này, phải không? Bắt đầu con đi vòng lui ở phía bên này á, là thắm cung Diên Thọ với cung Trường Sanh. Cung Diên Thọ là có nghĩa là cung của mẹ vua, cung Trường Sanh thì cung của bà nội vua, phải không? Là ở phía bên này. Xong bắt đi vòng ra đó là thắm con Tự Cẩm Thành. Tự Cẩm Thành là tam cung lục viện. À, ở đó là quay với là cung tầng lịch lượng người ta với nhà gia đình cả nhà vua ở bên đó. Xong bắt đầu tí nữa là chấm theo đường hang vòng qua bên này đi thăm vòng qua bên chấm. Này là vườn ngự yến rồi là quay với là Hải Bình Lâu nơi vua đọc sách ngâm thơ là bên này. Rồi bắt đầu là tí nữa con ra là con ra lối bên này. Chú là thợ chụp hình làm kỷ niệm chú mà chú giới thiệu còn hơn hướng dẫn viên nữa. Bao nhiêu năm mà chú? Để làm đây khoảng năm 2001. 22 năm. 23 năm. Nhưng mà có một cái điều là những cái từ mà chuyên môn là gọi thời vua chúa mà con hay xem phim ấy, thì bây giờ mình mới được đi thiết thực ở đây để xem nha mọi người. Con cảm ơn chú nha. Con chào chú nha. Thế là bây giờ mình lại chỗ thờ vua trước đi. Mình đi nếu mà đi theo chú đi bộ là đi đường bên này nè, còn nếu mà đi xe điện thì mình đi qua bên này anh Dũng ạ. Vòng ngắm một vòng thôi, xong đi. Nghe chú kể qua thì gần như là biết hết các cái khu vực rồi đấy. Mà bây giờ là trời bắt đầu đổ mưa các bạn này, không biết là mình có đi tham quan được nhiều hay không nữa. Mình với miền Trung lạ lắm. Đây này, cái sơ đồ này anh Dũng này. Vâng, đi sơ đồ đi chị. Ngọ Môn này, điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, điện Càn Thành, cung Khôn Thái, lầu Kiến Trung, Hiển Lâm Gác, Thế Tổ Miếu, Hưng Tổ Miếu, điện Phụng Tiên, cung Diên Thọ, cung Trường Sanh, vườn Cơ Hạ, phủ Nội Vụ. Cái từ phủ Nội Vụ là cái từ mình xem phim rồi mình hay nghe nè. Đó, rồi có Triệu Tổ Miếu, Thái Tổ Miếu. 16 địa điểm mình phải tham quan. Để mình tham quan. Mình là đang ở đây này. Đấy, ai bảo thế? Mình đang ở đây mình mà. Mình đang ngay ở cổng luôn, chưa đi được chỗ nào cả. Mình đang cổng thành. Đây là cái diện tích này. Đây là diện tích. 36 hecta. 36 hecta. Hoàng Gia Triều Nguyễn. Đấy. Rồi, bây giờ anh em mình đi kiếm xe điện đi. Giới thiệu anh 500 hecta nhỉ? Tại vì mình không thể nào mà giới thiệu hết trong một clip được. Mình vừa tìm hiểu ở trên kia là hơn 500 hecta mà ta. Là cả cái ngoài kia hả? Chắc là cả cái toàn bộ cái khu kinh thành này luôn á. Còn cái diện tích mà bên trong của ấy thì là nhỏ hơn quá. Anh hay ngày xưa là hay ra chỉ đạo cho anh em đánh giặc đấy. Các quần thần nhầm của anh em. Em là cũng hay xem phim kiểu ai mà đứng ở trên cổng thành dễ bị trúng cung tên nhất. Đi bắn trúng. Biết chê. Đoạn pháo là quá đẹp. Tiếc quá trời mưa bạn Diễm ha. Mưa nên bên kia thì mọi người đang cho tu sửa lại kinh thành.
để chuẩn bị đón tiếp quân giặc, quân địch. Thế lại đây là những cái vị trí mà ngày xưa là các thời vua Triều Nguyễn đã từng đi qua hết rồi. Đúng nha. Rồi. Đúng rồi. Đẹp quá ha. Thế họ chặn chắc thật, chặn khắp cái thứ rất là đẹp. Mình đi lên trên này được này anh Hải này. Đây là cái khu vực phía trên cổng thành ấy. Đây là đoàn du khách Hàn Quốc các bạn, rất là đông. Bên này có ấn ấn đóng dấu mộc của anh Hải, nạm vàng à, phiên bản kim ấn là cái phiên bản thôi, có nghĩa là qua từng đời là nó có những phiên bản riêng, dấu ấn riêng, mỗi đời vua lại một cái con dấu khác nhau, hoàng thái tử khác này và hoàng hậu khác, cũng bảo đại thôi, bảo đại thần hàng. Nhưng mà có hình con rồng này, phải rồng anh Hải hay là gì ta? Có hổ rồng. Có cái con ấn này là nhìn hơi lạ các bạn. Nhưng mà mình ấy, mình nghe cái thời vua Bảo Đại là mình cảm thấy gần gũi, gần mình nhất, đúng không anh Dũng? À đúng rồi, vua Bảo Đại là từ năm 1926. Mình đi ra từng cái đèn, cái kiến trúc đồng đẹp ha. Ở có ngoài chuông này, có phải là ngoài có chuông to này mẹ? Và nhìn đây là nhìn ra phía bên ngoài. Chuông này chắc cũng là chuông cổ anh Hải ha. Cái này ở đây có thông tin này. Ủa bằng đồng mà nó biến thành màu xanh luôn này. Trong các hoạt động nghi lễ thời quân chủ thì chuông và trống được vai trò rất quan trọng. Mỗi khi các dịp lễ lớn là hoàng đế xuất cung hoặc hồi cung hay lầu ngọ môn này là chuông vua đi đánh trống, đúng rồi, đi hay về là nhiều khi đi là cũng đổ là chuông, phải có chuông báo là ta đã về hoặc là ta chuẩn bị đi, hoặc là giống như mà anh mà chuẩn bị về nhà hàng mà nhân viên anh sẽ có người báo là anh Hải sắp về, là chuẩn bị này kia. Anh em làm việc coi cẩn thận chú đáo, chủ sắp về. Nhưng mà có cái góc này á, chị nghĩ là trước khi mà các bạn đi đâu á thì mình lên trên cái khu vực này đầu tiên để mình có một cái nhìn tổng quát, tại vì cái tầm cao của cái này đó mình có thể nhìn được thấy mọi thứ xung quanh này trước khi là mình đi mọi các nơi. Thì chắc là mỗi lần mà mình tới với kinh thành Huế thì mình sẽ khám phá một chút thôi ha. Còn hôm nay thì thời tiết nó cũng không ủng hộ lắm, nhưng mà mình còn có một kế hoạch nữa là đi trên sông Hương á để nghe nhạc này, rồi thưởng thức một vài cái món đặc sản của Huế. Nên là mình sẽ tranh thủ để mình ra sông Hương trước khi trời mưa quá to mà mình không có đi thuyền được các bạn. Lúc nãy mình cũng không có hỏi, nhưng mà Diễm nghĩ nếu mà các bạn đi theo đoàn á, thì mình nên hỏi ngay chỗ mình mua vé là xem có thể là thuê hướng dẫn viên được hay không. Tại vì nếu mà trong khu vực này có hướng dẫn viên để có thể là thuyết trình và giới thiệu từng chi tiết á, thì các bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về kinh thành Huế. Đẹp ha. Đây, nhìn thẳng ra là cột cờ kìa. Cột cờ mà hôm nay trời mưa nên là cờ nó cũng không có bay được các bạn ạ. Đấy, nó bị ướt đấy. Cờ bay không nổi luôn. Bị ướt. Thật ra là phải nói là cái diện tích ở đây rất là rộng luôn. Và ở kinh thành Huế này thì có 13 cổng nha mọi người. Nhưng mà để anh em mình mà có thể diện hết nhiêu đây thì thời rất muốn, nhưng mà điều kiện thời tiết không cho phép. Thời tiết và thời gian đúng không rồi. Cho phép. Nên là anh em mình bây giờ sẽ chờ xe điện xem là có chở mình đi được một số nơi hay không. Không. Rồi mình hỏi rồi không có luôn. Không có xe điện luôn. Người ta book hết rồi anh đúng không ạ? Vào cái đấy là phải đặt cơ. Đúng rồi. Thôi chúng ta sẽ phải hẹn khám phá cái kinh thành Huế vào một dịp thời tiết nó đẹp hơn. Nhưng mà bù lại là mình sẽ mời các bạn cùng trải nghiệm đi chèo thuyền ở trên sông Hương và lắng nghe những cái điệu hát những của người điệu. Huế và ẩm thực Huế. Nói chung anh em tôi là cứ đi đâu thì đi nhưng mà vẫn phải quay lại khoảng ăn thôi. Thôi bây giờ lối ra cửa. Chạy đi mưa rồi. Mưa to quá rồi các bạn ạ.
Bây giờ thì anh em mình đã có mặt tại bờ sông Hương nhé các bạn. Mình sẽ đi xuống một cây cầu gỗ rất là đặc biệt nha bạn Diễm. Cây cầu này bằng gỗ lim luôn đấy, rất là bền. Và cây cầu rất là nổi tiếng luôn nha mọi người. Dung Diễm thấy có điều gì lạ không? Hết mưa. Hoàng thượng đã cởi bỏ lông bào. Lông bào đâu ấy nhỉ? Lông bào của tôi vừa mưa ướt. Đây là cái này là nho ở Ninh Thuận. Mình đi thì mình có chuẩn bị một ít nho là bột nơ này. Bột nơ nhưng mà bằng dây ni lông nha mọi người. Để tặng cho team anh Hải và bếp trên bảng. Nho nếu, Ninh Thuận nha. Đúng rồi, nếu mà lúc mà mình quần vào mà còn nho anh ăn ở tốt. Rồi, đại diện này anh em ơi, cảm ơn em. Đấy, ăn ôm luôn nha. Rồi đi. Rồi anh em mình đi xuống cầu gỗ lim. Mà thấy bảo cái cầu gỗ lim này là hình như là 450 tỏi hay sao đúng không? Cái cầu này là 6 triệu đô la đấy anh Hải. Wow. 6 triệu đô á? Thế thì phải hơn 100 tỷ à? Mà anh biết cái này bằng cái gì không? Cái gì? Sắt. Bằng đồng. Cái này bằng đồng nha. Này này. Mà cái đường đi thì bằng gỗ lim. Anh ơi, Huế là chiều nay mưa tự nhiên là nhớ bài chiều nay mưa trên phố Huế. Thôi đừng có mưa nữa nhảy. Đừng có mưa nữa. Mưa đủ rồi. Hôm nay là mưa quá nhiều các bạn ạ. Nên là anh em mình cũng không có trải nghiệm được nhiều điều ở Huế đâu. Mà thời gian thì có hạn. Thật ra là cái vị trí này là cái vị trí rất là đẹp và gọi là độc địa của Huế để độc đáo. Tại vì đắc địa. Đắc địa đúng rồi, vị trí đắc địa. Tại vì có một cái dòng sông này và đặc biệt là buổi tối, nếu mà các bạn thấy là đèn ở đây á, cái cầu nó đổi màu liên tục luôn. Đúng rồi. Rất là đẹp. Phía đằng sau lưng bạn Diễm là cầu Phú Xuân kìa. Đó, mình có thể đi qua kinh thành Huế từ cầu Phú Xuân. Còn phía bên này là cầu Trường Tiền. Thì tối ngày hôm qua anh Hải cũng ăn trên cầu Trường, cái nhà hàng nhìn về cầu Trường Tiền đấy, anh Hải ạ. Đẹp, đúng rồi, view đẹp thật đấy. Rất là đẹp, mà cầu nó đổi màu liên tục à. Mà hôm nay Dũng lựa chọn quay ban ngày để cho mọi người thấy. Đúng rồi. Nhất anh quay ban đêm thì thấy nhắc đến cầu. Thường thường thì mọi người sẽ đi ăn này, rồi đi thuyền và nghe nhạc trên sông Hương vào buổi tối. Tuy nhiên là nếu mà đi buổi tối thì mình nghĩ là các bạn sẽ không nhìn được cái cảnh hai bên bờ sông nó rõ. Nên là mình quyết định đi ban ngày các bạn ạ. Nhưng mà Ái Mỹ và Pơ đã bao giờ nghe ca Huế chưa? Em chưa. Chưa anh ạ. Chưa hả? Ôi, để một xíu chị hát cho. Chị hát luôn bây giờ chị. Em ơi, nếu mà chị Diễm mà hát là nó lủng thường. Anh em ơi. Thôi để em cất cái giọng hát của em lại. Nhưng mà ở sông Hương này các cái món tôm cua cá ở sông Hương rất là nổi tiếng nha. Ở đây có mấy chú đang câu này. Có khi là mình cũng mua lại được một vài con để lên thuyền nấu đấy. Hành trình đi xuyên Việt của anh em tôi là đi qua 63 tỉnh thành. Nhưng mà mỗi một tỉnh thành anh em tôi gọi là tạp té tí thôi. Chứ không thể nào review hết được. Cho nên nếu mà ở Huế này mà để anh em mình mà ăn hết sập cái Huế này thì phải mất nửa năm ấy. Nhiều lắm Huế, nhiều mà. Đấy, mọi người vẫn câu cá được này. Ôi anh có cái rổ để sẵn này. Đẹp quá ha. Đến mùa ngập chắc là cái cầu này cũng ngập hết thôi mà đúng không? Ở đây là họ có cái chỗ mà bật xuống để mình tiếp cận trực tiếp với nước luôn. Được. Có cá này, có cá. Có cá này chú. Khéo lăn nước không ai vớt được đâu. Chào chú nha. Cá gì đấy chú? Này có con cá này, anh nó bảo cho xem này. Ôi. Cá ngon thế. Ôi cá chép này. Cái này có bán không anh? Cá chép luôn này. Bán thì biết luôn nào bán. Trời ơi, con cá này biết giá nào mà bán. Chép không, chép thì om dưa chứ em. Chép om dưa. Om dưa mới thịt ba chỉ rồi. Chú này câu bằng củ khoai. Chảy nước miếng. Chú câu bằng cái mồi gì chú? Khoai à chú? Cái này mà mình thả xuống nước nó không rã ra hả chú? Khoai. Của chú có cá không chú? Hả? Của chú có cá không? Cá đó. Cá của chú đó. Cái này mình câu về ăn hay bán chú? Trời, câu về cho mọi người ít. Cho mọi người ít. Bán thì biết rằng bán. Vợ con cho cháu cho chắc cho người họ hàng. Dạ. Câu chủ yếu là vui thôi. Ăn được mà ăn mấy mà ăn. Dạ. Em nghĩ là chú câu cho vui nhưng mà con cá cứ cắn câu. Hay là chú lại câu giống như là Khương Tử Nha gì nhỉ? Nhưng mà cũng có câu không lưỡi. Có cá thì buồn lắm. Rồi, cả ngày nó câu giống như Hải kiểu đi câu mà vợ cho cái chổi ở trong ấy. Sao hôm nay câu lạ lắm. Vẫn có cá mong về. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Ví dụ như đi là có cái thuyền đó đúng kìa. Đúng rồi, đây này, đi những cái thuyền như này này. Thuyền rồng luôn các bạn ạ. Đấy, mọi người đang nghe nhạc rồi ăn uống trên đó đó. Bây giờ mình tiếp tục đi bạn Diễm ơi. Con chào các chú nha. Cảm ơn chú ạ. Nhưng mà phải nói là bờ sông Hương họ thiết kế một cái chỗ mà mình có thể tiếp cận trực tiếp với nước á. Nước sông Hương các bạn rất là đặc biệt luôn.
thường thường là người ta sẽ làm hàng rào hết đó các bạn, nên là mình không có tiếp cận được như này đâu. Nhưng mà mình thích cái kiểu này này, thật ra nó còn kiểu hơi cái bờ tường ấy nó hơi cũ cũ một tí. Rồi cái nét rêu phong ấy nó làm cho Huế mọi thứ xung quanh rất là thích và chụp hình rất là đẹp cho mọi người. Đẹp chưa? Hôm nay là các bạn sẽ thấy là Ái Mỹ và Phơ là không có mặc đồ truyền thống như bình thường nữa. Mặc đồ cô gái dài truyền thống là truyền thống nhưng truyền thống áo dài truyền thống hóa thân thành Việt Nam. Nhưng mà hôm nay Phơ với Ái Mỹ có để ý là kênh Bếp Trên Bản được bao nhiêu ngàn người đăng ký rồi không? Em thấy là 92, được 92.000 người đăng ký rồi anh. 92.000 mấy trăm người á. Là phải cố gắng để chúng ta sẽ ăn mừng cái nút bạc ở Sài Gòn. Dạ, hay là anh em mình phấn đấu đi. Phấn đấu chỉ còn có khoảng 8.000 người nữa thôi là mình được ăn mừng nút bạc ở Sài Gòn rồi. Đúng rồi. Dạ. Hay là về đất mũi Cà Mau ăn mừng. Cứ nói chung là mình cứ đi. Khi nào mà chúng ở đâu thì ăn mừng thì ở đấy. Có biết là chúng ở đâu đâu. Biết đâu tối nay sao? Nếu mà về tới Sài Gòn mà ăn mừng nút bạc thì Hải sản Phan Diễm xin hân hạnh tài trợ chương trình này. Nếu mà bạn Diễm tài trợ hải sản để ăn mừng nước bạc thì Ái Mỹ và Pơ muốn ăn con gì? Em muốn ăn cái loại nào? Con... Cổ hủ dừa em. Đúng rồi. Không, mình đang nói về hải sản mà. Không, phải có cái để xào chứ. Để cho Ái Mỹ và Pơ suy nghĩ xem là ăn cái gì. Tôm, em nhớ con tôm chị Diễm. À, con tôm ăn cá đúng không? Con tôm mà nó lấy cái cá nó rồi bay bay ấy. À, con cua. King Crab. King Crab à? Vừa rồi là em mới ăn con King Crab lớn nhất Việt Nam đấy. Ai cũng nhắc tới anh Hải. Bảo là sao không đợi anh Hải? Con đó 6 ký mấy. 6 ký mấy gần 7 ký mà đợi anh Hải vào chắc là nó đứt nghèo không ạ? Anh Hải. Trời ơi thịt nó đã lắm anh ơi. Nói lại thèm. Wow. Hai bạn này chắc người Huế luôn quá. Ở Huế không chị? Ở đây là Gia Lai. Ồ, Gia Lai. Gia Lai à? Ôi, vài bữa mình lên Gia Lai. Anh tưởng em Los Angeles. Long An. Không phải. LA. Đây là cây cầu mà sách giáo khoa với lại là những tấm hình về Huế là có cây cầu này. À, cái cầu mà em nhớ là cái phượng này. Cái phượng đưa ra. Hôm nay nhìn rõ hơn. Đây là rất là nổi. Em thấy trên báo chụp ảnh các thứ quay video trên TV em thấy góc chụp ấy, gần giống cái góc mà có cây phượng á, theo cây phượng này đúng không anh Dũng? Đúng rồi. Có cái tấm hình mà có cây phượng mà chắc cây phượng. À, cái quá. Tấm hình mà chụp về cầu Trường Tiền mà có cây phượng á, thì mình đoán nó là cái cây phượng này này. Chỉ có nhánh này thôi chứ. À đúng rồi, cây phượng nó chỉ có Huế này. Hôm qua anh được biết là một điều giật gân. Nhà ông Dượng ông ấy bảo là ông Tuấn ông bảo là Tung Tăng TV cây này mùa hè nở rất rực rỡ. Phượng nở mùa hè mà. Ông bảo phượng mùa nở mùa hè rất là đẹp, rất là dữ. Wow, đẹp chưa? Đấy. Mọi người đang sải bước trên cầu Trường Tiền, đi lại gần cầu Trường Tiền các bạn ạ. Và cây phượng rất là nổi tiếng này. Nhưng mà trời mưa như này mình đi bộ nó cũng khỏe và mát đó các bạn. Nếu mà nắng thì anh em mình đi như này khả năng là hơi mệt một chút. Mình từng ghé Huế vào thời điểm nắng nóng rồi nên mình rất hiểu mọi người ạ. Đây cũng là cái khu vực mà mình chuẩn bị để lên thuyền. Đây các bạn thấy không? Cái góc này là cái góc mà mình chụp hình là vừa có thấy tán phượng này, vừa thấy cây cầu nữa. Đó, phải dừng đây chụp tấm hình nha mọi người. Quá đẹp. Nước sông Hương hôm nay phải nói rất là tuyệt vời luôn bạn Diễm à. Thật ra nếu mà mình để buổi tối mà các bạn có được một cái view ngắm sông Hương này, ngắm cây cầu đặc trưng của Huế thì các bạn có thể lên cái nhà hàng sông Hương trên kia. Nhưng mà tối qua thì anh Hải đã quay trên đó rồi nên hôm nay thì tụi mình sẽ trải nghiệm là ăn ở dưới sông luôn. Đó, để cho có sự khác biệt để các bạn xem tất cả ba kênh ba anh em mình là chia thời gian là sáng trưa chiều nha mọi người. Để xem cả ngày luôn. Bây giờ là anh em mình đi thuyền rồng á anh Hải. Mình đi thuyền nào? Cô này, cô hơ. Ờ, chú. Chú ở lái đò hả chú? Người lái đò trên sông Hương. Thuyền này là có hai con rồng luôn nha anh nha Hải.
hai cụ rồng Double Dragon hai bên. Đấy, hôm nay là anh em mình sẽ được song long chở đi trên sông Hương. Mai hai ông chở đi quay video giới thiệu về Huế. Nhưng mà bên trong này mình thấy có các chị mặc chị chắc là bên văn nghệ hả chị? Mình bên văn nghệ hả? Rồi đẹp lắm. Ồ. Chuẩn ngày mới luôn. Em chào các chị. Dạ, chào cả nhà. Ở đây các chị có ai đang tìm người yêu không? Có ai đang tìm người yêu không các chị? Dạ người yêu hả? Vâng. Dạ người yêu có nhiều lắm rồi, mới chưa tìm chín nữa. À. Chị mặc áo dài đẹp quá hả? Ôi mà giọng ngọt thật đấy. Này thì hát chắc chắn là hay rồi. Bạn này cần chắc sinh năm 2000 quá. Bạn này bây giờ mình đoán nha. 2002. Nhà nói chung lại là quá tuổi lao động là được. Quá tuổi lao động. Nhìn mặt rất là dễ thương luôn. Bây giờ thử cho các mỹ nhân Huế đọ sắc với mỹ nhân Tây Bắc xem như thế nào. Nhưng mà mỹ nhân Tây Bắc. Đấy. Ôi mình thấy có đàn tỳ bà luôn nha. Mỹ nhân Tây Bắc. Anh chơi anh biết chơi cái đàn này đấy. Anh đàn gì ấy nhỉ? Đàn bà ấy, đàn tỳ bà. Đàn tỳ bà. À cái này đàn tranh mà. Ủa chứ không phải tỳ bà, tỳ bà. Chị là mình đàn tranh luôn đúng không vậy? Dạ. Nghệ nhân đàn tranh. Dạ, dạ. À. Ờ, hôm nay mình đủ bộ luôn đấy. Sao ai cũng đẹp vậy trời. Đúng là không hổ danh là người con gái Huế. Còn đây là cái bàn anh em. Ghế thì ghế nhựa nhưng mà có hoa hồng nha. Em hay đi ra ngôi ám khí nó bay vào mặt rồi. Phim gì à? Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì à? Châu Tinh Trì trong phim là không có ngồi ghế đâu. Anh là đang ngồi trên ghế đấy. Không nhưng mà mình dùng tí là mình dùng phông xanh, mình kỳ phông xanh đi. Anh đàn gì? Đàn này là đàn tỳ bà, à là đàn tranh, đàn tranh. Mà anh đàn sao mà em không nghe ra tiếng đàn tranh luôn. Chiều nay mưa trên. Anh ơi mấy chị bỏ về hết luôn. Bây giờ là anh em mình bắt đầu xuất phát nha các bạn. À, bến này gọi là bến gì anh nhỉ? Bến Tòa Khâm. Dạ. Tòa Khâm. Bến Tòa Khâm. À, ngay gần cầu Trường Tiền thôi. Rất là dễ tìm các bạn ạ. Ở đây thì có tàu lớn, tàu nhỏ. Nhưng mà hôm nay anh em mình đi tàu lớn luôn các bạn ơi. Bạn Diễm muốn lái thử không? Quan trọng là chú không cho. Nhưng mà ở đây là có lẽ là một trong những cái trải nghiệm mà tụi mình thật sự dùng cái từ là mình rất là đầu tư cho một video Huế. Chỉ hy vọng là mình sẽ có nhiều dịp trở lại Huế để có thể giới thiệu nhiều hơn nữa với các bạn. Thường thường là mọi người đi ghép, đi thuyền nhỏ, nghe nhạc chung, nói chung là nhiều đoàn đi với nhau. Nhưng mà hôm nay anh em mình là bao nguyên chiếc tàu này, bao nguyên đội nhạc luôn. Đúng rồi, để mình có một cái trải nghiệm trọn vẹn mà không làm phiền tới ai. Chị nói là cái đội nhạc là đi lẻ là không đi nha Dũng, đã thuê là phải cả đoàn. Đúng rồi, và đoàn này hình như chục người á. Đúng rồi, mình hiện tại thì mình vẫn chưa biết chi phí cho một video này là bao nhiêu. Nhưng mà mình chỉ biết là làm sao cố gắng có thể truyền tải hết nhất có thể trong khả năng của tụi mình. Để các bạn có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp của Huế. Thì bây giờ mình đi vào bên trong. Nhưng mà trước tiên chắc là mình ngắm nhìn cầu Trường Tiền trước đã bạn Diễm à. Trong đây tấm hình nha. Hai Mỹ và Pơ muốn ra đây ngắm cầu không? Nhưng mà cái điều cảm nhận đầu tiên với mình đó là dòng sông này là dòng sông du lịch và được bảo vệ khá là sạch sẽ, sạch sẽ, thơ mộng. Có rác. Đấy, hai em xuống đây này. Cẩn thận nhá. Đẹp nha. Anh đây vào đi chụp hình chi tiên mà. Cái này chị. Thôi ngắm cầu đi. Cái hình ảnh này là hiếm khi chị em mình đi được kìa. Anh Hải ơi, anh Hải ơi. Đây mình chuẩn bị qua cầu nha. Đấy, cầu Trường Tiền đấy các bạn ạ. Thật ra mình đứng ở ngoài này nè anh Dũng này. Và thấy sông nó màu xanh. Màu xanh nhá. Do là hôm nay cái mây trời nó màu xám nên là nó làm cho mình có cảm giác là sông nó không có xanh. Nhưng mà thực ra nước sông là trong xanh luôn. Và bên tay phải của mình chính là Kinh Thành Huế. Từ đây là mình có thể nhìn thấy cột cờ ngay bên trong Kinh Thành Huế các bạn. Rất là gần. Mình sẽ đi lên cầu Trường Tiền hả anh? À cầu Phú Xuân hả anh? Phú Xuân, có đi chui qua không anh? Chui qua luôn. Có đi qua bên
Anh cứ lái đi, khi nào mệt quá thì nói cho em. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. One go lại no come back nữa. Tí lại bơi. Thôi mọi người lên đi. Không, anh lên tại vì đồ ăn bây giờ là cũng chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Mình chỉ vào đang kho cá mà. Đang kho luôn. Bây giờ anh em mình vào xem mấy cái món ăn đặc trưng của Huế trước. Mình phụ mọi người đúng không? Ăn phụ luôn. Mình nghĩ sao ta phụ ăn mà. Các anh ở đội văn nghệ đây. Chính chỉnh là đội như này mới đúng. Thế là nãy giờ mình đội sai à? Không, ý là vừng bơ gần đúng như kiểu cao cao lên. Đội kiểu như này nha. Đẹp quá. Em cảm ơn nha. Và đây là những món ăn của ngày hôm nay. Ở đây có chị nào mà dành hết tên của tất cả món ăn này giới thiệu giùm em với. Giới thiệu giùm em với. Đây. Đây chị em, chị ở đây có thể giới thiệu món giùm em với. Đây, gái thì giới thiệu tên. Dạ, đây là mình có bánh bèo này. Bánh bèo. Dạ, bánh bèo thì có tôm chảy ở phía trên. Tôm cháy hả chị? Tôm cháy, dạ tôm thì có mình chảy ra một cái kiểu mình chảy. Cái này nó trong quá, mình bên dưới là bột, mình cứ tưởng là cái chén và tôm không à. Ở dưới là bột. Có bột, đây này. Còn em thử luôn không? Được rồi, mọi người thấy rõ đấy. Mình ăn cùng với bánh bèo này, mình sẽ ăn cùng với là nước mắm ngò các chị. Đó là món này là món bánh nâm. Bánh nâm. Bánh này ngon này. Bánh này thích ăn. Chính xác. Bánh này em ơi, cho một chút nước mắm lạt lên đúng không? Tối qua anh em mình ăn đúng không nhỉ? Được rồi. Bánh này chị. Đây là bánh lọc gói. Bánh lọc gói. Gói là có cái bánh gói em không hết. Bánh lọc này là có hai loại. Bánh lọc gói. Dạ, một loại bánh lọc tưng là không có gói lạ không ai. Dạ. Còn cái này là cái gì chị? Đây là bánh khói. Bánh khói. Chứ không phải là bánh xèo hả chị? Bánh khoái, người Huế qua là bánh khoái, nó cũng giang là bánh xèo đó. Đông Nam là bánh xèo nha. Bánh khoái. Đông Nam gọi là khoái. Bánh khoái. Dạ, người Huế qua là bánh khoái. Không, nhưng mà em nghe chưa rõ, em nghe bánh khoái. Nhưng mà giọng Huế thì mình sẽ nghe sang khoái. Người Huế qua là bánh khoái. 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 Chị nói bắt đầu thấy nó khoái. Rồi, cái này là nem lùi. Nem lùi. Nem lùi này thì mình cuộn với là rau sống này, mới mình đặt đây, mình chậm lên, mình sẽ ăn với là nước leo. Nước lèo. Dạ. Nhưng mà chị ơi, cái này là em hỏi thật nha, thì em được nghe danh đã lâu là người Huế, con gái Huế rất là nhẹ nhàng này, rồi ân cần, rồi tỉ mỉ, nhưng mà em hỏi là khi mà giận chồng thì có chửi không? Dạ. có chửi lớn tiếng được không? Hay là vẫn cứ là anh không được như thế? Ý là mình giận chồng này có kiểu là... Có khi nào mình to nhá tiếng không chị? Dạ, nói thật thì nói là gái Huế, nhưng gái Huế cũng là con gái mà. Không chửi. Khi vui vẻ hạnh phúc thì vẫn vui, nhưng khi dừng lên thì cũng sẽ có nóng dần chứ. Những cái kiểu nóng dần ở người Huế thì tất nhiên họ sẽ còn phải phản với cái khi vui. Cái đó là cái cách như vậy. Không có lớn tiếng rồi quá chị em mình. Còn một số món nữa. Dạ. Trong đó có cái này là chè gì chị? Em thấy chắc ở đây chắc chè thập cẩm đấy nè. Chè thập cẩm. Cái này có nhiều loại ở bên đó. Nhưng mà nó có phải là chè đặc trưng của Huế chưa? Hay là chè khác? Chè nghiệp của Huế. Chè đặc trưng của Huế thì thường là em thấy là chè mông. Chè quay. Chè hạt sen. Chè hạt sen. Dạ, chè hạt sen. Còn một loại chè heo quay nữa không chị? Bột lọc bọc heo quay. Bột lọc bọc heo quay. Còn có món đó nha. Và như chị vừa chia sẻ luôn, sen ở Huế là đỉnh của chớp luôn mọi người ạ. Hạt sen cực kỳ ngon luôn. Để nuôi tình tấm mà sen. Trên cái bàn này là vẫn chưa đầy đủ hết món đâu nha các bạn. Mình sẽ còn những món nữa mà cô chú đang chế biến ở đây thôi. Canh cá nâu. Cái món này là cái món mà các bạn tới Huế là phải ăn nha. Canh chua này. Cô vừa nấu ở đằng sau thuyền luôn bạn Diễm. Ngày hôm qua ở video trước ở Đầm Lộc An thì các bạn đã xem hấp mộng tơi rồi đúng không? Còn ngày hôm nay thì là con cá này thì cô nấu canh chua, mà do chính tay người địa phương của Huế nấu luôn nha mọi người. Ngon nha. Mới nấu xong đâu nóng hổi đấy. Bây giờ anh Hải đã muốn thưởng thức chưa hay là mình đợi đầy đủ món luôn? Luôn rồi ngay. Luôn rồi ngay. Phập luôn. Em hỏi luôn đi. Nhưng mà em hỏi các chị một xíu là các chị là trong lúc hát là có được ăn không hay là chỉ hát thôi? Trong lúc người ăn được về thì gia đình mình tự dung thoải mái. Em gọi các chị nha. Nhưng mà trước khi dùng nó không biết là thật sự luôn, mình rất là muốn nghe cái điệu ca của Huế, không biết là sẽ như thế nào. Thôi mình cứ thưởng thức trước đi, tại vì là khi mà tàu dừng nổ máy người ta mới hát. Với lại là quan trọng là người ta cách khu bảo rồi.
Có thử cái vua đại đạo không ạ? Có. Anh em mình ăn xong là họ nhảy múa cùng với các chị. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mà thử thức cái nem lụi trước đi nhỉ? Cái món này đúng không ạ? Đây, nghe bảo là phải cuốn chỉ cái dao hả? Cái cuốn với cả cái mang cái dây quấn vào đây. Đâu? Đây đúng không? Cuốn cái này. Không cho dao vô. Hôm nay anh em mình ăn ở trên thuyền rồng này. Còn có phách dao là rồng nữa nhỉ? Kìa, hai cụ rồng rồi. Mà Hải đã cởi y phục rồi. Không phải, cởi long bào. Cởi long bào rồi. Món gì đây ạ? Ôi, cái dây dao này. Ngon chưa? Salad bò, tái salad, trứng. Mà rau ngon không? Để đỡ lên đây luôn được không ạ? Cái nem lụi này là sớm với cái gì nhỉ? Cái nước này nè. Đây là nước lèo đây này. Nem lụi này mình có ăn cả cái này không? Nó bỏ cái cây đây. Bỏ cái cây xả ra. Thơm. Ai mí là cứ thật thà phải hỏi luôn nữa. Hỏi chưa chắc. Trong quá trình người ta chiên để cho cái xả vào nó sẽ thơm. Thơm. Vũ mà ăn sao nha, chờ tí nha. Em mời các bạn nha. Mời cả nhà nha. Em đi có bụng quá. Mời các chị, anh chị. Mà sáng giờ là đi chợ Đông Ba cùng với team của bếp trên bảng mọi người ạ. Thôi bây giờ mới được ăn. Mời anh chị ăn các bác nha. Em ngon nha. Cái nem này người ta làm khá là đậm á. Ăn nó hơi kiểu không? Mặn mặn nhẹ tí. Đã. Chủ tịch ăn món này có thấy quen không chủ tịch? Có giống cái món nào đó ở Lào Cai không chủ tịch? Gần giống cái món mà nem chua. Đấy. Rán. Ở ngoài kia. Ôi cơm nóng hổi lên kìa. Rồi, hôm nay bữa ăn. Tuyệt vời luôn. Mà cái nước chấm ở trong này nó có cái gì đấy nó hơi ngon ngon hết sánh ngọt ngọt. Dạ. Cái này dạ, là lá dong luôn đó nhỉ? Cái này gọi là bánh gì nhỉ chị nhỉ? Dạ, bánh nậm. Bánh nậm. Bánh nậm à? Dạ, nậm. Hôm nay mình thích ăn cái này nè. Anh thích ăn cái này nhất này. Bánh nậm. Ngọt lắm luôn. Mình bỏ mấy chai xuống cái đá hơi. Nè, cho tí nước mắm ngạt này. Nào. Anh em mình đi kinh thành Huế về bây giờ đói bụng lắm à. Mắc mưa nữa chứ. Rồi mắc mưa nữa. Đúng rồi, ở đây người ta làm cho khá là nhiều nhân nha. Hôm nay anh em tôi là đang quay dở bộ phim là tháo chạy khỏi kinh thành. Tháo chạy thật luôn á. Ngon mà. Ngon. Ngon cỡ có quà này không? Hả? Ngon hơn, hôm ngon nay đói hơn. Hôm nay đói hơn, ngon hơn. Mình nghĩ cái bữa ăn của anh em mình ngày hôm nay là cũng là những cái món đặc trưng mà các bạn tới Huế nên thưởng thức rồi đấy. Không, nhưng mà cái anh Dũng là giờ là quay tới cuối buổi luôn nhưng mà mình rất là muốn anh Dũng thử một cái muỗng này này. Cực kỳ ngon nha, ở đây người ta làm nhiều nhân lắm. Đúng rồi. Cảm ơn bạn Diễm nha. Mình cũng thèm lắm, may có bạn Diễm mời. Chứ gặp ông Hải là thôi rồi, Diễm thử đói, lúc còn đói thôi. Cái này bánh này ăn kiểu gì hả chị? Dạ. Ngon mà Diễm à? Bánh ngon, nhìn nó nhiều nhân lắm. Hả? Bánh này là ăn kiểu gì đây? Anh bỏ rau vào, nè. Rau bị chậm cái này. À. Kẹp vào, rau bị chậm. Cái này là bụng luôn à? Dạ. Cái bánh này nhân cũng gần giống cái nhân ở ngoài. Nó hơi giống bánh xèo á. Bánh này gọi là bánh gì Dung? Gọi là bánh khoái. Bánh khoái, bánh à, có nghĩa là mình ăn ăn cái bánh này là bánh sướng. À, mời cả nhà xơi miếng bánh sướng. Nhưng mà hình như là phải chấm với cái... chấm với nước lèo nữa. Cái này chặt cái này. À, cái đây này anh chấm nhầm rồi. Đấy. Đây. Làm gì bánh sữa. Đấy, cảm thấy nó sướng không đời không? Em thì ăn thử bánh đậm. À. Cái bánh đậm này là ngon tuyệt luôn đấy. Chị thử một cái. Chị phải ăn mà. Ai Mỹ ăn chưa? Em vừa ăn xong một cái. Ai Mỹ nhắm vậy? Một cái nữa đi này. Ai Mỹ hôm nay là ở hơi xa máy quay. Đây, Ai Mỹ này. Nhà em xin. Em ơi, nhưng mà ngon bánh đậm rất là ngon luôn á. Hai bà hoàng hậu này quả quả này cẩn thận dính nước mắm mà thôi rồi tối về. Bánh ngon lắm, đúng rồi. Đang thử bánh này ngon thật sự hương luôn đấy. Về cái phần vỏ bánh thì nó hơi giống bánh xèo á, nhưng mà cái nhân thì nó lại khác nha. Nhân nó ngon hơn.
Các chị ở kia mỗi lần nhìn anh Hải cắn thấy quay mặt đi chỗ khác. Toàn là fan của anh Hải đúng không chị? Đây, cái trong cái này là có một con xôm. Nhân này là bánh bánh bột lọc. Đấy. Đúng rồi. Cái bột của nó dai hơn cái bánh nậm luôn. Cảm giác nó dai dai trong miệng mình. Còn cái bánh nậm á là bột nó mềm luôn. Đúng rồi. Mà cái nhân nó thơm lắm. Đây là toàn đặc sản Huế đấy nhỉ. Tôm. Đấy, còn cái món bánh này này ai Mỹ. Ai Mỹ ăn cái bánh này đi. Hay bánh bèo. Em thử xem. Xem có khác bánh bột lọc không? Có cần nước mắm không? Ăn luôn. Ăn bột luôn. Luôn. Bột luôn. Ừ, còn xem nước mắm. Nhưng mà hôm nay ai Mỹ mặc cái áo dài này cảm giác như là nữ sinh cấp 3. Ờ. Hãy nhớ về. Mọi người bảo cấp 3 của em ấy. Sao không mặc cái bộ như này nhưng mà bây giờ mới thấy là các em phải nên thay đổi nhiều trang phục. Mặc đi đâu mặc cái trang phục truyền thống của người ở đấy. Chứ mình mặc mãi bộ đám người Mông thì nó cũng kiểu nó quen mắt quá. Để cho mọi người ngắm tí. Không biết tò mò từ nãy là nhìn cái đĩa gần chỗ em bơ lên nó là cái gì? Da heo chiên. Da heo chiên giòn. Đúng không? Giọng ạ, còn ta luôn. Ủa. Nhưng mà ăn cái này có chấm ngon lắm. Cái này ngọt chấm kia. Cái này cũng ngon đấy, nhưng mà này họ chưa tẩm gia vị. Như nhà Hải bán cái này tẩm gia vị rồi. Hải có da trâu chiên giòn. Bị lợn con giòn này chị. Cái này là bánh bèo. 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 Như cái này cho cả nước mắm vào chị. Tới cái nước mắm này. À mình bây giờ mình hiểu bọn nó hay gọi mình đưa bánh bèo là cái bánh này đấy à? Đấy. Bánh mà cảm giác nó hơi mà mỏng manh dễ vỡ bạn nhé. Mình nhìn kỹ mình mới thấy cái bột ở bên dưới rồi đấy. Lúc đầu này, nó trong vắt à? Đây này. Em mời anh chị nha. Con dở dở. Vâng, và bây giờ xin phép quý anh chị cho nhóm chúng tôi được bắt đầu chương trình. Nhân dịp quý anh chị đến tham quan và du lịch tại thành phố Huế. Và đặc biệt chiều hôm nay tổ chức một buổi du thuyền để nghe ca Huế trên sông Hương. Lời nói đầu tiên, Ngọc Mỹ xin thay mặt cho những anh chị em nghệ sĩ trong nhóm kính gửi đến quý anh chị lời chúc mừng sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng, xin giới thiệu đến quý anh chị được biết, thành phố Huế là một thành phố nhỏ bé, nhưng bù vào sự thiệt thòi đó thì tạo hóa thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho Huế nhiều cảnh sắc nên thơ trữ tình. Huế có núi Ngự Bình trước tròn sau méo, có sông An Cừu nắng đục mưa trong. Và đặc biệt, Huế có dòng sông Hương thơ mộng chảy qua lòng thành phố, chia thành phố thành hai bờ Nam Bắc. Có chữ cầu Trường Tiền sáu vài 12 nhịp. Anh qua không kịp, tồi lắm em ơi. Thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa mỗi nơi thêm buồn. Và nếu như du khách đến Huế chỉ tham quan những lăng tẩm đền đài thôi thì chưa đủ và chưa tròn vẹn với Huế. Muốn đầy đủ và tròn vẹn hơn thì hãy tìm đến mái chèo cua và con thuyền mộng. Hãy tìm đến tiếng lòng của Huế qua những cung bậc cảm xúc trầm bổng của ca Huế. Vâng, kính thưa quý anh chị, ca Huế là một thể loại âm nhạc thính phòng, là một thú vui khá sang trọng, tao nhã và độc đáo, mà ngày xưa chỉ được phép phục vụ trong chốn cung đình cho các giới hoàng tộc và vua chúa mới được thưởng thức. Chiều hôm nay quý anh chị sẽ đóng lại những ông vua bà chúa ngày xưa để thưởng thức lại một ngày này. Áo vua đâu rồi anh Hải? Hỏi lông bào của ta bị ướt rồi. Anh Hải mà mặc bộ đồ đó là hôm nay là đúng rồi. Anh Hải là hồi nãy là do là bị ướt nhiều quá, nếu mà mặc cái lông bào lên đây thì quá hợp luôn. Lông bào của ta nó bị ướt thôi, chứ nếu không thì cũng mặc rồi đấy. Rồi, dạ, thế thì bây giờ mình sẽ nghe bài gì chưa? Từ khi bắt đầu chương trình để tìm việc làm quen và theo dõi, em cũng xin giới thiệu những thành viên có mặt. Về phía nhạc công xin được giới thiệu nghệ sĩ Đình Hải, người sử dụng đàn Nguyễn Thái Đàn. Vũ Thủy sử dụng đàn tranh cây đàn 16 dây. Nghệ sĩ Văn Nguyễn sử dụng đàn bầu cây đàn 1 dây. Về phía diễn viên xin được giới thiệu ca sĩ Kim Tuyến.
Tiếp đến Thu Vân, ca sĩ Hồng Thắm, ca sĩ Ngọc Diễm. À, tên Diễm luôn. Ai tên Diễm cũng đẹp. Và người cuối cùng trong nhóm em là Ngọc Mỹ. Để thay cho một lời chào đón trân trọng nhất của núi Ngự Sông Hương, toàn ban nhạc xin hòa tấu một liên khúc gồm 4 bài: Lưu Thủy, Kim Tiền, Xuân Phong và Long Hồ. Lưu Thủy thì tượng trưng cho dòng nước chảy, Kim Tiền là đồng tiền vàng nói lên sức mạnh của một triều đại, Xuân Phong là ngọn gió mùa xuân, và Long Hồ thì tượng trưng cho sức mạnh. Và bây giờ xin phép chương trình được bắt đầu. Quá hay luôn. Nói chung là quá tuyệt vời ở Huế. Tên Diễm luôn đấy. Cũng là Diễm mà lạ lắm mọi người. Là dạo đầu hơn rồi, hát ca luôn. Vâng, kính thưa quý anh chị, thành phố Huế của chúng tôi cũng có khá nhiều làng nghề nổi tiếng. Ví dụ như làng nghề làm hoa giấy ở làng Thanh Tiên, nghề đúc đồng ở làng Phường Đúc, nghề đan lát ở làng Bao La. Và đặc biệt có một nghề không thể không nhắc đến, đó là nghề chầm nón. Thế nào những chiếc nón xinh xắn duyên dáng được tạo nên qua những đôi bàn tay khéo léo và kiên trì của những nghề nhân làm nón đã mang đầm một cái nét đẹp của quê hương. Quê em từ thuở bao giờ, gái nào chẳng đồi nón nhà bài thơ. Nón xin em tặng cho chàng để làm kỷ niệm những ngày qua đây. Và để mở đầu phần ca chiều hôm nay, mời quý vị thưởng thức một tổ khúc dân ca gồm nhiều làng điều gộp lại với nhan đề Nón Quê Em, sẽ được tổ nữ trình bày. Oh,
trong khi chờ đổi bài anh xin phép làm cơm hến nha. Cơm hến. Nhưng mà bé Hải sau khi nghe các các cô hát thì cảm thấy như nào bé Hải? À, bé Hải là thấy là rất yêu các cô. Rất yêu các cô, ngủ quá các cô ạ. Đây, mời anh em. Đây món là món đây cơm hến em nhé. À, cái tớp mỡ hồi nãy là chắc cho cái này cơm hến à? Ừ. Xong rồi trộn cơm bên trong rồi à? Người ta trộn như này luôn à? Ăn thế này luôn à? Ừ. Xong rồi anh em bỏ ra bát. Còn anh em mình mỗi người một một muỗng ha. Vâng, và cùng để liên tục chương trình, mời quý vị thưởng thức hai làn điều ý, đó là Lý Chiều Chiều và Lý Ngựa Ô. Nội dung bài hát ca ngợi về sự thủy chung của tình yêu đôi lứa. Hai làn điều ý sẽ được Ngọc Diễm như vào. Ôi, ủng hộ em bỏ tay cho chị Diễm. Nhưng mà Diễm này nhẹ nhàng quá mọi người. Mình đã kêu giảm bớt độ cay rồi đấy. Cái cơm này mình thấy hơi lạ lạ. Ở cháo hến trong này này. Và cái nước nó hơi sệt sệt rồi mọi người này. Đó, có tấp mỡ. Ăn cũng khá là bắt hết. Sinh thì còn hát hay nữa. Thưa mọi người, Diễm hôm nay là hát hay lắm. Nhưng mà Diễm là người ta thôi. Diễm này mình hát thế nào nhỉ? Diễm hát phát là thuyền vào bờ luôn. Vâng, và nếu như ban ngày đoàn của chúng ta có dịp đi tham quan chùa Kim Ngư, sẽ đi ngang một ngôi làng nhỏ nằm gần ven sông. Người ta gọi đó là làng Kim Long. Kim Long ngày xưa nổi tiếng có nhiều cô gái đẹp. Sau một lần vi hành, vua Thần Thái đã chọn ở đây một cô thôn nữ để làm thị thiếp. Anh em trong thế gian cùng có câu truyền rằng Kim Long có gái mị miều, trầm thương, trầm nhớ, trầm liều, trầm đi. Và những nét đẹp duyên dáng của cô gái Kim Long nói riêng, cô gái Huế nói chung cũng được khắc họa vào trong thơ ca, hình thành nên điều lý tình tang với nhan đề mười phương, mô tả về mười nét thương duyên dáng của cô gái xứ Huế. Như một thương tóc xõa ngang vai, hai thương đi đứng vẽ người có duyên, ba thương ăn nói dịu hiền, bốn thương mơ mộng mắt huyền thêm xinh, và năm thương, sáu thương cho đến chín mười thương là những nét thương như thế nào? Mời quý vị thưởng thức qua giọng ca của Kim Tuyến. Một tay, một tay. Ôi, em gái 2000 này. 2K hả? Bạn này sinh năm 2000 đấy. Mà nói gì là nhỏ hơn đấy. Một thương tóc xoa Oh.
gì nhỉ? Cá nâu. Cá lâu. Cá nâu, đặc sản đây. Mà có đắng như hôm qua. Chanh chút đi. Không, không đắng ăn. Mời các bạn nha. Này là bánh bột lọc á. Quá hay. đúng là kiểu đúng kiểu vua chúa mình thấy là kiểu vua chúa ngày xưa cũng sướng thật đấy. Nhưng mà anh Hải và chị Tuyên ăn cái món canh chua cá nâu này cảm thấy như nào? Ngon. Hợp đúng không? Hợp ăn với cơm. Vì cái thịt này nó cái con này bé nhưng mà nhiều thịt, nó béo ngậy. Hồi nãy chị Tuyên ăn cái cơm hến là bị sặc ớt. Nên là các bạn nếu mà có ăn cái món này thì phải lưu ý một chút về cái độ cay của nó nha. Cái đây gì là cái gì đấy chị? Anh ấy cho rất là coi thử nè. Cá đối. Cá đối kho. Cá đối kho. Cá đối này cũng ngon nha. Cái này mà ăn cơm thì tuyệt vời luôn ha. Dung ơi, vào việc luôn. Vào việc luôn. Đây mời anh em nha. Đây lấy cái này mang cơm là cho lạc ha. Đây. Cái này có một đĩa hay hai đĩa à? Hai đĩa, hai đĩa. Cẩn thận đổ cho mình nha. Mỗi một đĩa thôi. Không, ở đây anh em lại vừa mới xé được một lát con cá nâu á. Ừ. Mình ra đây là mình thích luôn cá nâu ở đây. Ui, con lạc ngon lắm. Nói chung các món mà đồ ăn cơm ở đây là trên thuyền, nhà cô nấu rất là hợp khẩu vị. Quý anh chị thưởng thức một làng điều rất là vui tươi sôi nổi của Huế. Làng điều chào văn với chủ đề cảnh đẹp Huế đô sẽ được nghệ sĩ Hồng Thắm trên đây. Yeah.
Bơ cơm hôm nay ngon 1 nhưng mà thêm các chị ngon 10 đấy. Cho em hỏi là ai là mình là đội trưởng đây ạ? À? Chị coi 4 chị em có vô đội được không? Quý anh chị hãy cùng chúng tôi xuôi chân về vùng nông thôn của Huế để lắng nghe lại những câu hò giả gạo đối đáp ân tình giữa nam và nữ. Trong bài hò này ưu tiên cho người nữ được ra câu đối trước. Nếu như bên nam trả lời được, sau nhiều lần như vậy tâm đầu ý hợp, họ sẽ trở thành những đôi bạn tri kỷ hay những đôi vợ chồng. Bài hò sẽ được Ngọc Mỹ và nghệ sĩ Văn Nguyễn trình bày. Đúng quả xin chào chúng chào chà chứ có khi ó mà đẹp đẹp là riêng muộn cháo riêng chào nhau rồi mà chó anh mà xin hỏi bấy lâu nay mà cách trở trong già có phiền không đã hay không mày năm dịch già đấy chứ cũng khỏe chứ hả? Dạ khỏe mày gặp anh đây chứ. Chứ không khỏe chắc đi rồi đấy. Biết đấy. Đợt này đi nhiều anh đấy. Dạ. Dạ. Chứ có chồng tôi đi nói cho mà anh đã biết. Chứ có chồng cùng nói thiệt cho anh hay cỡ chí và đứng cười mãi cười hỏi em người chưa. Anh có vợ chưa thì nói cho mẹ em biết. Anh chưa có vợ cũng nói thiệt để em hay. Cớ chi mà đỏ mặn tại mày anh về giữa. Chào gặp mẹ là anh nói chuyện bên ngài quá. Nay hỡi mà em ơi. Dạ. Anh đến đây mà vốn chỉ một mình. Anh giữa. Ai thiếu đôi lẻ bạn xin kết nghĩa chung tình năm với trăm năm. Có vốn chưa Tôi biết chào anh. Nay hỡi thanh niên ơi, nghe anh hay chữ em đổ thử ở mấy câu này. Con diều hâu bay qua đỏ hẳn có mấy lông hè gắn. Con diều hâu bay qua điểm lớn. Anh tôi điểm anh điểm được chứ mẹ. Anh đã đến được chưa? Nay hỡi mà em với câu đầu tiên em đổ chí mà hỏi phóng với điều cùng nữa. Con diều hâu bay qua đỏ hẳn mà đếm lông. Yeah. Anh không phải là đại học mà đếm lông. Yeah. Rửa thì mà em về em gánh nước cho càng xong rồi anh đây mà mới đếm số lông của con diều. Câu đặt trên hương ảng
mà có lòng kia là em là để mà thơ rồi. Con thân anh mà như thế mà con chơi. Anh cho qua mà liền lại ghé cô sơn luôn hai quả mà cầu rung xuống ngon cò mấy năm với chiếc đầm. Chuông đặt trong đầy nồi mà có quân lĩnh đứng canh. Dạ. À, mày anh cũng vừa đi đầy nồi về đó, em lâu đồ cổ đấy. Dạ, chuông di sản. Còn thân anh, còn thân anh mà như thế mà cãi chay. Cãi à? Treo lơ treo lừng chờ ngày chay anh chồng cho mọt chuông. Mấy người tăng dữ lên. Chuông em cãi chuông chuông. Chuông chuông. Còn thân anh mà như thế mà con kiện ba quan. Anh bò lui bò tới, anh khoáng lui khoáng tới. Người trông trông anh ngọt ngào anh lọt vào anh khoáng luôn. Này anh ơi, em ơi đây. Đi mà đang chứ bò bờ thấy là lá nè. Gọi dám công minh mà đang ế là nè. Anh hiểu này cái này gió ơi. Em, giọt ơi, giọt ơi, giọt ơi. Em ơi, dạ. Chưa kia em hỏi anh được chi cho anh hỏi lại câu được không? Dạ biết, anh hỏi đi. Em biết về bên có đỉnh núi Ngư Vinh đó. Đỉnh núi là cao lắm. Anh treo lên bên đỉnh núi Ngư Vinh. Hồi chiếc em bạn mấy. Hồi chiếc em bạn mấy. Anh kiếm tiền mua đi anh nợ cuốn thề. Cô giá rồi, cô giá rồi. Nè, chứ bà vừa mà hỏi chi mà hỏi hoài anh nữa. Để hỏi thì biết mày mà muốn á. Hỏi chi mà hỏi hỏi anh. Anh mua chi nổi hỏi thắm giang cả đường. Hỏi chồng cậu mà kêu hiểu ra. Nghe con đòn nè. Anh ơi, ơi. Duyên em đi đàn giả ngang vàng. Anh về bán cả họ. Anh bạn đang bạn sẽ chứ anh bạn cái bạn là hồn là hang là anh chậm nữa đâu. Bạn chỉ mà em giờ thì anh đây anh có được một cặp cuộc xoan rồi. À. Anh quán tiệm vàng anh bạn mà hai hộp mà họ mua hai chị rửa đủ chưa? Thôi ít quá đang mà tù bên ngoài hai chị bên đây cũng được. Hai chị chưa đủ nữa thì anh về anh xin mà anh thêm một cái nữa. À, là đủ một cái hai vàng luôn thì anh đỡ mua tuổi mới. Đổi được rồi nè. Chứ anh về thưa với ba mà là tháng năm anh quá xin cưới. Yeah. Rồi sang tháng 10 mình sinh con là là chị bên ngoài sắp bao luôn. Cưới. Cưới thật nha, cưới thật nha. Mày nói là ngày hôm nay là
một trong những cái quyết định đúng đắn của Tim Phạm Dũng khi mà đặt chân tới Huế đó là được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của Huế giữa dòng sông Hương, và đặc biệt là được team của cả nhóm anh chị luôn rất là hát rất là hay. Thực sự luôn mình giới thiệu văn hóa nghệ thuật nhưng mà mình cũng sẽ giới thiệu luôn về cái chi phí để các bạn mà có thể là thưởng thức ở trên này này. Thì với Diễm nó chi phí rất là không hề đắt một tí nào cả. Quá hợp lý mà mình cho rằng còn phải hơn nữa cơ. Đúng rồi, chính xác. Ở đây thì mình không có gì hơn, thì mình sẽ ngoài cái chi phí mà mình gửi thì sẽ gửi thêm anh chị 2 triệu để anh chị xíu uống nước cho thấm giọng và hát ngọt ngào ạ. Đây mà. Rồi phải nói là quá tuyệt. Hôm nay là phải cảm ơn các chị rất là nhiều, vừa xinh vừa dễ thương mà hát hay nữa. Thì hy vọng là khi mà tới Huế thì các bạn có thể gặp các chị ở trên sông Hương để nghe các chị hát rồi thưởng thức những món ngon nữa. Team của mình là tên là gì? Team gì? Team Ca Huế. Dạ, Team Ca Huế Ngọc Mỹ ạ. Team Ca Huế Ngọc Mỹ, thì bạn có thể cho số điện thoại hay là có cái hình thức nào liên lạc được không? Để dạ vâng, Team Ca Huế Ngọc Mỹ, nếu như quý anh chị mình du lịch đến Huế thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0944010307 số của Mỹ ạ. Vâng. 0944 01 03 07. Dạ vâng. Em có team mà em số của team. Nhưng thật sự luôn, mọi người ở đây rất là nhẹ nhàng, rất là hay. Và ai cũng xinh, mà Diễm nghĩ đây chắc chưa ai có người yêu đâu. Bây giờ đến tiết mục. Bây giờ là mình còn một cái rất là đặc biệt luôn, Ái Mỹ và Chủ tịch Rapper à. Khi mà mình nãy giờ mình nghe các chị hát á, là thấy bên này là có một chị chỉ có đứng chị nghe, mình tưởng chị nghe nhạc cơ. Nhưng mà thực ra chị vào bán hàng. Cá phóng sinh. Mình lại cứ tưởng là bà ấy là đến thưởng nhạc, hóa ra bà ấy bán cá phóng sinh. Thì thôi anh em mình cũng ủng hộ luôn. À, đi đi về phía trước mũi đúng không chị? Đây này. Hôm nay mình sẽ để lại một dấu ấn ở Huế, đó là mình sẽ mấy anh em mình sẽ thả con cá để phóng. Hôm nay là anh em tôi là ăn rất nhiều cá rồi nên là cũng muốn là phóng sinh cho sông Hương một chút. Chuột lỗi. Chuột lỗi, ăn nhiều cá quá. May là ăn nhiều hải sản đấy. Phóng sinh nha. Phóng sinh nha. Rồi. Sông Hương nước chảy, thuyền trôi lững lờ. Mình thấy có kinh nghiệm nhất là chị Tuyên nói là mình thả cá, mình lựa những em mua ở đây ghe này, các bạn lựa con nhỏ là nó chuồn nhanh hơn. Thả xuống cái là nó trôi luôn, không sợ bị bắt lại. Đi nha, anh Hải thả đây. Đây. Đưa đây cho. Đây cho em với chị Tuyên. Đây nữa. Cứ mỗi thau là tương đương với một lô đất nhá. Rồi. Năm nay là anh em tôi là làm một chục lô đất thôi. Các ngài đi thật khỏe vào nha, phụ đội chị cho con cháu trên này nha. Chịu view là được à. Nhưng mà nãy giờ Ái Mỹ và Pơ có lẽ là người mà ít thể hiện cảm xúc nhất. Nhưng mà xong rồi thì cảm thấy như nào Ái Mỹ và Pơ? Thấy em rất là vui. Tại vì là được ăn đây xong rồi được các chị là múa ca Huế. Ca Huế đúng rồi, ca Huế này. Em cũng nghe danh các chị là ca Huế. Nghe đã lâu đúng không? Truyền thống ở đây trên này rồi đấy. Là hôm nay là được trải nghiệm, là mình được cảm giác như các vua chúa ngày xưa, rất là thích ấy. Vua chúa ngày xưa. Tại vì công chúa nha. Các vua chúa ngày xưa à. Với lại các chị con gái Huế rất là xinh và dịu dàng. Em mà là con trai thì em chắc là mê chết mệt chưa. Em lại cứ nói nỗi lòng của anh Hải nhỉ. Em nếu được lựa chọn lại làm gì em, anh ơi, ơi. Đây người ta là con cái Huế nhẹ nhàng, còn coi con cái Long An này. thôi em ơi, mình cứ quên thôi. Nhưng mà bạn Diễm và mọi người có nhìn thấy không, mình vừa mới nghe xong nhạc, trời lại chuẩn bị đổ mưa tiếp này. Đây này mưa to rồi đó các bạn ạ. Diễm phải nói lại một điều là hôm nay là mình ăn ở trên này và những cái hàng là mình nhờ cô đặt nha, nhưng mà đồ ăn ở đây phải nói là cực kỳ ngon luôn. Và Diễm cũng chỉ hy vọng là nếu như các bạn có trải nghiệm giống như Tim Phạm Dũng như là mấy anh em mình thì các bạn cũng sẽ lựa chọn được đúng người để có thể có được thưởng thức những món ăn ngon, những món đặc sản của Huế. Và nếu như đi dạo trên sông Hương, đừng bỏ lỡ khi lắng nghe những điệu ca ở đây. Đúng rồi. Tuyệt vời. Phải nói là hôm nay mình cảm thấy rất là vui và may mắn khi mà được quay clip này để gửi đến tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ có dịp tới Huế để trải nghiệm những điều mà anh em mình trải nghiệm ngày hôm nay. Thực ra là ở Huế còn hàng trăm, hàng ngàn thứ đặc biệt nữa. Ở nhưng Huế mà mình chưa trải nghiệm hết được. Đúng rồi, ở Huế thì còn rất nhiều, nhất là những món ăn ấy. Món ăn ở Huế rất là phong phú, đa dạng. Nhưng mà tối nay thì trên kênh Sao TV sẽ gửi đến tất cả các bạn món ăn gọi là cung đình Huế. Chúng ta sẽ thưởng thức theo đúng kiểu vua chúa ngày xưa. Có mặc long bào. Mặc long bào.
có Long Bào rồi Hoàng Hậu rồi, đây là các nô tỳ con ạ. Thế thì bây giờ anh em mình phải kết thúc clip ở đây thôi, để mình chuẩn bị thưởng thức một bữa ăn đặc biệt khác trên kênh Sapa TV. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo mình nha. Bye bye.